Minh và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả đã đến với TV Shopping. Thưa quý vị, mỗi khi mùa đông đến thường kéo theo không khí lạnh ẩm, rét mướt, đi cùng đó là nhiều những bất tiện mà chúng ta phải gánh chịu. Vâng, đúng vậy, và một trong những điều mà chúng ta thường xuyên phải đối mặt đó là hiện tượng mưa rầm rề kèm theo hơi ẩm khiến cho quần áo không thể khô nhanh, hoặc khi quần áo vừa mới giặt xong phơi cả tuần cũng không khô. Đặc biệt khi phải mặc những chiếc áo len, áo lông rất dày vào mùa đông thì điều này càng làm cho việc phơi khô quần áo trở nên khó khăn hơn. Quần áo lâu ngày không khô cũng chính là một trong những điều kiện để vi khuẩn, nấm mốc dễ dàng sinh sôi tấn công vào vải, từ đó xâm nhập vào làn da của chúng ta, rất nguy hại cho sức khỏe. Vâng, và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay TV Shopping của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn chiếc máy sấy quần áo, hay còn gọi thân thiện là tủ sấy, tới từ thương hiệu HQ Star. Thưa quý vị, trong này Âu Việt cũng đã chuẩn bị sẵn một vài chiếc áo vừa mới được giặt xong vẫn còn nằm ướt. Đây, nhiều quý vị có thể thấy. Và bên cạnh đó thì chiếc máy sấy này cũng được trang bị một chiếc khóa kéo như tủ quần áo, rất là tiện lợi. Đây là một vài chiếc quần áo mà Âu Việt đã làm ướt. Và điều đặc biệt chính là nằm ở bộ điều khiển động cơ này đây, với hai chế độ sấy không hẹn giờ và hẹn giờ, giúp chúng ta dễ dàng lựa chọn sử dụng. Đối với chế độ sấy không hẹn giờ, chỉ cần xoay núm vặn ngược chiếu kim đồng hồ từ vị trí off tức là tắt đến vị trí on tức là bật và ngược lại, rất đơn giản. Còn với chế độ sấy hẹn giờ, chúng ta sẽ xoay núm vặn theo chiều kim đồng hồ từ vị trí tắt đến các vị trí từ 30 đến 180 phút tùy thuộc vào khối lượng quần áo và chất liệu cũng như độ dày mỏng của quần áo. Và sau khi các công đoạn hiệu chỉnh chế độ sấy đã hoàn tất, chúng ta sẽ cùng đặt động cơ này vào máy sấy nhé thưa quý vị. Vị trí đặt động cơ sẽ là bên trên giá dưới chân quý vị nhé. Cuối cùng chúng ta sẽ lật tấm vải bọc tủ lên để hơi có thể bốc và tỏa đều hơn, làm cho những chiếc áo của chúng ta nhanh khô hơn. Như vậy là các công đoạn của chúng ta đã hoàn tất và nhiệm vụ bây giờ là dành cho chiếc máy sấy quần áo HQ Star thôi. Vâng, thưa quý vị, máy sấy HQ Star của chúng ta thì sử dụng phương pháp sấy khô tĩnh, giúp sấy nhẹ nhàng quần áo mà không làm vải bị co hay nhầu. Với chiếc máy sấy quần áo HQ Star này thì quý vị và các bạn có thể sấy rất nhiều quần áo, khối lượng lên tới 15kg cho một lần. Công nghệ làm nóng PTC giúp làm khô quần áo nhanh mà vẫn đảm bảo an toàn. Quần áo được bao kín trong túi khí như thế này thì có thể giúp tránh được bụi bẩn, côn trùng gây dị ứng, hay nhất là loại trừ vi khuẩn. Thật là tuyệt vời khi trong nhà chúng ta sở hữu chiếc máy sấy quần áo HQ Star này, sẽ không còn phải lo bị thiếu những bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho và khô thoáng cho tất cả các thành viên trong gia đình của mình nữa. Và nếu như quý vị nào đang quan tâm và mong muốn sở hữu chiếc máy sấy quần áo này thì thông tin bán hàng của chúng tôi đang hiện rất rõ trên màn hình. Quý vị hãy ghi lại để cùng mang về cho mình chiếc máy HQ Star này nhé. Vâng, và sau một thời gian thì công đoạn sấy của chiếc máy này đã được hoàn thiện. Và bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm chứng xem hiệu quả của chiếc máy này đến đâu nhé thưa quý vị. Vâng, như quý vị có thể thấy thì toàn bộ chỗ quần áo này đã được sấy khô mà hoàn toàn không hề bị nhăn. Như Thu Trang được biết thì khi mà sử dụng máy sấy thông thường rất dễ bị nhăn và hư hỏng quần áo, còn có khả năng là bị bai màu nữa. Nhưng mà quý vị có thể nhìn thấy chiếc áo này xem ạ. Vâng, không hề bị nhăn hay hư hại sau quá trình sấy, mà quan trọng là lưu mùi hương rất là thơm nữa. Vâng thưa quý vị, chỉ với hơn 1 triệu đồng thôi là chúng ta đã có cơ hội được sở hữu chiếc máy sấy vô cùng gọn gàng. Kiểu dáng của máy sấy thì được thiết kế gọn nhẹ với các thanh inox rất chắc bền, chắc chắn, không chỉ sử dụng để sấy quần áo mà còn là một chiếc tủ rất gọn gàng này, tiện lợi và sang trọng, có thể sấy ấm phòng luôn. Quý vị có thể tìm máy sấy HQ Star tại các đại lý hoặc liên hệ đến hotline 0243 540 1822 và website www.hqstarvn.com.vn để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm nhé. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Hy vọng những thông tin bổ ích vừa rồi mà chúng tôi đem đến cho quý vị sẽ giúp cho quý vị có thêm một sự lựa chọn mới cho cuộc sống tiện nghi, an toàn và hiện đại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của TV Shopping vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh VTC6. Xin chào và hẹn gặp lại.